Xin kính chào tất cả các quý anh chú chị cùng các bạn nhé. Hôm nay bên mình lại về một mẫu xe 5 chỗ sedan hạng sang đây. Đây là chiếc Mercedes E200. Chiếc xe này được sản xuất năm 2015. Tình trạng xe mới sử dụng được 11 vạn km. Bảo hành cam kết cho anh chị máy số keo chỉ nguyên bản nguyên zin, không tai nạn không ngập nước. Hiện tại chiếc xe này đang được bên mình giao lưu với mức giá 569 triệu. Và anh chị yêu thích mẫu xe này thì liên hệ trực tiếp với em theo số hotline 0941 337 888 hoặc 0978 607 555. Xem xe tại Salon Luxury Hải Dương, địa chỉ số nhà 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương. Và bây giờ xin mời quý anh chị tham khảo một vòng quanh về phần ngoại thất cũng như nội thất chiếc xe. Chiếc xe này có màu ngoại thất là màu nâu cà phê, rất đẹp. Xe được trang bị cụm đèn chiếu sáng dạng full LED này, rồi có giải LED định vị ban ngày cũng là đèn full LED luôn. Đó, mặt ca lăng này, logo mẹc này, tất cả còn rất đẹp luôn. Xe được trang bị cảm biến trước sau, rồi có xi nhan báo rẽ tích hợp trên gương. Về phần nội thất bên trong đây, tất cả các chi tiết táp ly này, táp lô này, ghế da này nguyên bản theo xe. Hai ghế đằng trước chỉnh điện nhé, nhớ ba vị trí luôn. Có thảm lót sàn, vô lăng củ số còn rất đẹp, trần rất là mới này. Ở hàng ghế thứ hai này, hàng ghế thứ hai này thì được trang bị cửa gió điều hòa sau này, ở đây này, rồi ở đây này, đó. Có màn hình hiển thị này. Ngồi hàng ghế sau này cũng rất là rộng rãi, thoải mái nhá. Đây, chân mình đây còn rất là thoải mái luôn. Xe này được trang bị rèm che nắng ở hai cửa sau này, rồi rèm che nắng ở phần lưng này. Đó. Cái ghế thứ hai này ngồi tựa rất là thoải mái luôn này. Cụm đèn hậu phía sau này còn rất là trong nhá. Đó. Nhựa đèn hậu còn rất là trong. Màu sơn này thì nó khá là sạch sẽ. Phần khoang hành lý cốp sau này rất là rộng, để đồ thoải mái luôn. Bên dưới này thì còn bộ lốp sơ cua dự phòng và một số cái đồ dụng cụ để tháo lắp kích lốp. 569 triệu thôi nhá. Anh em đã được sở hữu mẫu xe này. Và với mức giá này thì bên em hoàn toàn có thể hỗ trợ khách hàng ra tên đổi biển chính chủ. Và bây giờ xin mời anh chị xem về phần khoang động cơ. Chiếc xe này sử dụng động cơ 2.0. Cũng khá là tiết kiệm nhiên liệu thôi. Đây, về phần máy số nguyên bản hết nhé. Đây, cục máy này. Cục máy mọi con ốc còn nguyên zin nguyên bản hết này. Đây, từ tất cả các ốc về xương tăng cứng phần trên này, nguyên bản hết này. Đây, nguyên bản hết nhá. Đây, mặt cam, mặt cò nguyên bản hết. Anh chị em quan tâm chiếc xe này thì liên hệ trực tiếp với em. Và em xin phép kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại anh chị vào những cái video của những chiếc xe lần sau.